Nhà có đám cưới, bác gái lên đồ sương sương, toàn trang sức vàng. Trong khi giới trẻ hiện nay đi đám cưới thường mặc đồ lồng lộn, nào trang điểm, nào làm tóc, chuẩn bị 47-49 món đồ, từ túi xách, giày dép, quần áo, thì công tác chuẩn bị lên đồ đám cưới của bà mẹ này chỉ cần đánh chút son, mặc cái váy, rồi tạo điểm nhấn bằng nhiều chiếc vòng vàng là đủ thu hút mọi ánh nhìn. Theo đó, nhân dịp trong nhà có đám cưới, người mẹ liền đem toàn bộ số vàng có trong nhà đắp lên người. Đây cũng là thói quen của các bà, các chị ở miền Tây. Họ thường súng xính dây chuyền vàng, vòng xi men đầy tay. Chính thói quen này đã tạo nên bản sắc riêng, đậm chất người dân Tây Nam Bộ. Đầu tiên phải kể đến dây chuyền là một sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, thích hợp để làm trang sức cho những dịp lễ cưới, nên bà mẹ miền Tây này cũng sở hữu riêng cho mình một sợi dây chuyền vàng. Bên cạnh đó, lắc tay cũng được bà ưa chuộng không kém, đặc biệt là bộ xi men từ 7 đến 9 vòng, vừa thích hợp làm trang sức lại vừa có thể làm của để dành cho con cháu. Bà mẹ cũng sở hữu rất nhiều nhẫn vàng, chủ yếu là nhẫn trơn với thiết kế không quá cầu kỳ. Chuyện người miền Tây đeo vàng đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong đời sống, đặc biệt trong các dịp đám tiệc. Nói cho cùng, người miền Tây đeo vàng đơn thuần vì họ thích thế, vì điều đó khiến họ cảm thấy tự tin hơn. Với người miền Tây, trang sức vàng vốn đã trở thành một dấu ấn đặc trưng. Sau khi đoạn clip đăng tải, những hình ảnh của bà mẹ miền Tây được dân tình chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều người còn bày tỏ nguyện vọng xin vía giàu sang. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức thú vị trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.